Huấn luyện viên Mai Đức Chung không hài lòng dù tuyển nữ Việt Nam thắng dễ Nepal. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, ông vẫn chưa hài lòng về màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam trước Nepal ở trận ra quân bảng D ASEAN 19. Chiều 22 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Nepal ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nữ ASEAN 19. Trong màn so tài này, các cô gái áo đỏ đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của đối thủ. Nói về trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, dù thắng nhưng tôi không hài lòng. Tất nhiên so với hai trận mà đội tuyển nữ Việt Nam từng đấu với Nepal hồi tháng 4, đến lúc này họ đã rất tiến bộ. Nepal đã kèm người và bố trí phòng ngự khu vực tốt, khiến chúng tôi không thể khoét sâu vào yếu điểm của đối thủ được. Ở trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam đã bế tắc hoàn toàn trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, kể từ thời điểm những cái tên như Vạn Sự hay Thanh Nhã vào sân, các cô gái áo đỏ đã chơi tốt hơn và có liền hai bàn thắng ở đầu hiệp 2. Thời gian qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung cao độ cho World Cup, dồn hết sức vào đó. Sau World Cup, chúng tôi chỉ có thời gian một tháng tập trung nên đá chưa tốt lắm. Với đặc trưng cơ thể sinh lý người phụ nữ Việt Nam, chúng ta cần thời gian, không thể thay đổi ngay được nên toàn đội chưa có phong độ cao nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam đang chuyển giao, phải chấp nhận rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có lực lượng tốt nhất. Trong bóng đá sẽ có thời điểm có người chấn thương, phong độ không tốt, huấn luyện viên Mai Đức Chung nhấn mạnh. Theo lịch ngày 25 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có cuộc đọ sức với Bangladesh tại lượt trận thứ 2 bảng D. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.